vợ bị nghi ngờ không minh bạch từ thiện chồng việt hương thẳng thừng đáp trả gây ngỡ ngàng giữa những ồn ào từ thiện mà việt hương đang gặp phải chồng nữ danh hài nghệ sĩ hoài phương đã có lời đáp trả thẳng khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao những ngày qua trên mạng xã hội rầm rộ tin đồn một nhà hảo tâm thực chất đứng sau chi tiền cho nghệ sĩ việt hương làm từ thiện chứ không phải như nữ danh hài tiết lộ trước đó rằng bản thân dùng tiền cá nhân để cứu trợ ngay sau khi tin đồn nổ ra Bà chủ trung tâm Thúy Nga cũng đã lên tiếng làm rõ thực hư, phủ nhận việc Việt Hương kêu gọi quyên góp từ hải ngoại. Qua đó, Hoài Phương, ông xã Việt Hương cũng có những chia sẻ trên trang cá nhân. Cụ thể, nhạc sĩ Hoài Phương có bài viết khá dài, anh cho biết cả hai vẫn đang miệt mài làm từ thiện dù ngoài kia có nhiều kẻ thị phi đang ngồi cào bàn phím, gây tổn hại danh dự cho vợ anh. Đồng thời, anh cũng khẳng định không phải làm hài lòng hay giải thích cho những kẻ vô công dỗi nghề, thiếu hiểu biết, ganh tị. Trong khi ngoài kia có nhiều kẻ thị phi ngồi cào bàn phím, bịa đặt, dựng chuyện thì chúng tôi vẫn đang miệt mài lao động. Kệ! Việc mình làm mình cứ làm, hành động không cần lời nói. Kết quả là những người cần mình giúp đỡ nhận được sự giúp đỡ. Đó chính là cái đích mà chúng tôi muốn. Còn mình không việc gì phải làm hài lòng hay có thì giờ giải thích cho những kẻ vô công dỗi nghề thiếu hiểu biết, ganh tị, không chịu mở não ra suy nghĩ để phân biệt đúng sai. Chồng Việt Hương viết, ông xã Việt Hương cũng cho rằng thay vì đi dựng chuyện, vu khống, soi mói đời tư người khác thì hai vợ chồng anh đang vẫn đang khiêng vác, đóng gói, chia quà, ra soát, ghi chép, gọi điện và giải quyết mỗi trường hợp trong danh sách phát quà để đảm bảo mọi người đều nhận được quà. Trước đó, bà chủ trung tâm Thúy Nga, đại diện của tổ chức từ thiện lớn của nhiều nghệ sĩ hải ngoại nổi tiếng ở Mỹ cũng có lời minh oan cho Việt Hương. Qua đó, bà chủ Thúy Nga cho biết từng ngỏ ý gửi một phần trong số tiền 500.000 đô la Mỹ, tương đương 11,3 tỷ đồng, thu được sau một sự kiện về Việt Nam. Để cứu trợ những nghệ sĩ Việt Hương quyết không nhận mà gợi ý quỹ nên mua máy thở cho các bệnh viện cô sẽ đại diện đi gửi tạm. Nhiều tháng qua, Việt Hương là một trong những nghệ sĩ vô cùng hăng hái đi cứu trợ cho người dân Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Không quản ngại khó khăn, cô đích thân đến tận những vùng dịch để trao nhu yếu phẩm cho người dân. Bên cạnh đó, Việt Hương còn chi tiền tỷ để mua 5 chiếc xe cấp cứu giúp đỡ mọi người. Cho đến sáng ngày 11 tháng 9, Việt Hương đã chính thức có tâm thư dài gửi đến khán giả, thông báo sẽ kết thúc chuyến cứu trợ này vì sức khỏe có hạn cũng như có một số việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Cả nhà ơi, hơn 2 tháng Hương và ekip đi cùng bà con nay bắt đầu có những điều ngoài tầm kiểm soát của Hương, cũng như sức khỏe của ekip chính đã mệt. Hương chưa đủ kinh nghiệm sẽ học hỏi thêm, nhưng Hương vẫn nhớ câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mình sẽ hoàn thiện tốt và tổ chức hay hơn không có những khuyết điểm trong lúc trao tặng lần sau. 15 trên 9 Việt Hương xin phép ngưng lại việc từ thiện phát quà. Xin chúc cả nhà sức khỏe, Việt Hương chia sẻ. Cuối tâm thư, Việt Hương cũng thừa nhận bản thân còn thiếu kinh nghiệm trong việc làm từ thiện, vì thế sẽ dừng lại để học hỏi thêm và hoàn thiện hơn cho lần sau. Đặc biệt, kể từ sau ngày 15 tháng 9, công dân có thẻ xanh COVID-19 đã có thể tham gia vào một vài hoạt động nên nghệ sĩ Việt Hương cũng yên tâm dừng cứu trợ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.